Tiếp theo nữa là một sản phẩm siêu nổi tiếng, và đây là Melanocin C Essence. Và thành phần chính của sản phẩm này là vitamin C tinh khiết. Công dụng của vitamin C trong chuyện mà nâng cấp sức khỏe cho làn da chắc là một cái kiến thức mà các bạn nào ai cũng biết rồi đúng không? Và khác với các loại sản phẩm có chứa vitamin C bình thường á, thì Melano CC Essence này có chứa vitamin C tinh khiết, cho nên là cái khả năng mà làm sáng da xong rồi làm mờ đốm nâu nó nhanh và nó hiệu quả hơn. Bên cạnh cái khả năng chống oxy hóa hùng mạnh thì vitamin C còn có tác dụng gọi là nó thúc đẩy cái quá trình hình thành collagen, làm đầy những sẹo lõm. Cho nên là nếu mà các chế nào có mụn và các bạn đang băn khoăn á, không biết là nên chăm sóc sức khỏe da sau mụn như thế nào, làm sao để mà có thể diệt sẹo và diệt thâm á, thì hoàn toàn rất nên thử những sản phẩm nào có chứa vitamin C. Và một điều hết sức quan trọng là gì các chế có biết không, là sử dụng những sản phẩm có vitamin C sẽ giúp cho kiểu như là đẩy lùi quá trình lão hóa, kiểu như là nó sẽ giúp tụi mình kiểu trẻ đẹp á. Bạn Phương thích cái sự trẻ đẹp. Bên cạnh vitamin C tinh khiết á, thì sản phẩm này còn có chứa vitamin E nữa. Và nãy giờ anh Phương toàn nói kiến thức không mà chán rồi, bây giờ thì anh Phương sẽ review kỹ hơn về sản phẩm này nha. Thì Melano CC Essence này là essence có dạng kiểu như là hơi dầu lỏng một chút xíu. Khi mà thoa trên mặt á, thì anh Phương cảm thấy nó hơi nóng nhưng mà nó không có bị châm chích. Tuy là khi mà thoa lên mặt thì anh Phương thấy hơi bị dầu chút xíu, nhưng mà được cái là sản phẩm này thấm nó khá là nhanh. Sau một thời gian dài sử dụng cái sản phẩm này á, thì anh Phương cảm thấy là sản phẩm này đặc biệt có tác dụng trên những cái vết thâm mà mới hình thành. Thì đương nhiên mà tại vì thâm mới hình thành thì nó còn vết thâm nó chưa có đủ hùng mạnh á, cho nên là sản phẩm này đảm bảo là sẽ làm sáng cái vùng da đó lên. Chứ mà những vết thâm mà lâu ngày hơn á, thì đương nhiên là cần có một thời gian dài kiên trì sử dụng sản phẩm này hơn. Mặc dù là anh Phương thích sử dụng essence này vào buổi tối, nhưng mà thỉnh thoảng thì anh Phương cũng dùng essence này vào ban ngày luôn. Bởi vì anh Phương có nghe nói á, là mỗi buổi sáng nếu mà tụi mình dùng vitamin C trước khi tụi mình dùng kem chống nắng á, thì vitamin C nó sẽ giúp làm tăng cường cái khả năng bảo vệ da của mình dưới nắng. Không biết các chế có để ý không, nhưng mà gần đây thì Chloe cũng review sản phẩm Melano CC Essence này. Và trong video review của Chloe á, thì Chloe có thực hiện một cái thí nghiệm để mà chứng minh cái khả năng là vitamin C tinh khiết nó xịn như thế nào trong chuyện mà chống oxy hóa. Thì anh Phương cảm thấy là thí nghiệm của Chloe xịn quá, và anh Phương không biết là Chloe nó có lừa mình không. Cho nên là để cho phần review hôm nay thêm vui á, thì anh Phương nghĩ là mình sẽ thực hiện cái thí nghiệm này ở đây. Ở đây thì anh Phương đã chuẩn bị nước, cái xong rồi anh Phương đổ một ít nước súc miệng có chứa iốt vào. Và tại vì nước súc miệng của anh Phương có chứa iốt, cho nên là cái ly nó thành màu sẫm như thế này, và sự sẫm màu như thế này thể hiện được là cái làn da của mình khi sẫm màu như thế nào. Bây giờ thì tôi sẽ nhỏ một ít cái essence này vô. Không biết là bao nhiêu giọt, thì là Chloe thôi nhỏ 3, 4, 5 giọt đi cho nó vui. Thì không biết là ly nước này có trắng lại không nha. Tôi sẽ quẩn nó lên. What? What?